Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show Show Show. Trở lại với nữ ca sĩ Phượng Linh, em tạm có thể nói là tiếng hát của chị là một tiếng hát phải nói là ru hồn mơ mộng, nó giống như một chiều mưa. Là tại vì khi mà em nghe chị hát đó thì nó khác hẳn với là những ca sĩ trẻ. Và mỗi một ca sĩ mà hát mà trước năm 75 đó, mỗi người đều có một cái chất giọng khác nhau, không một ca sĩ nào mà nổi tiếng mà hát tựa nhau. Cho nên phải nói đó được xem cũng giống như là một cái idol. Em không biết là em có quá khen chị không, nhưng mà em phải thành thật là tại vì khi em nghe mà chị hát cái bản nhạc mà gọi là Tình Khúc Chiều Mưa đó của nhạc sĩ hình như là Nguyễn Anh Chính đúng không? Rồi, của anh Nguyễn rồi những cái bài nhạc như là Trúc Đào vân vân và vân vân đó, thì em thấy là khi mà chị giữ các tiếng hát là tất cả mọi người ru hồn. Yeah. Cho em mạo muội hỏi chị tại vì ít khi nào mà có dịp mà gặp được chị lắm. Ok. Khi mà một người ca sĩ mà được số đông khán thính giả, một phải nói là có thể nói là hàng trăm hàng triệu người ái mộ chị có cảm thấy đó là một cái niềm hạnh phúc thứ hai trong cuộc đời của chị không? Chắc chắn chứ, Andy Chris. Tâm tư của chị, tâm tình của chị với những cái tư tưởng đó thì chị nghĩ rằng là không những cá nhân chị, vâng, nhưng mà chị biết chắc là tất cả những bạn đồng nghiệp, vâng, ai cũng có cái tâm tình như vậy. Là tại, vâng, vì như em vừa mới nói đó, vâng, mỗi một cô ca sĩ có một cái giọng chất lượng khác nhau, vâng, đó, mỗi một người có một cái lối trình diễn khác nhau, vâng, và khi mà mình may mắn mình có được những cái tâm tình thương yêu của tất cả những khán thính giả mà yêu mến mình á, thì dĩ nhiên là đó là một cái niềm rất là hãnh diện và rất là một món quà lớn, vâng, cho chính mình, vâng, là mình đã coi như là thu hút được người nghe, vâng, trong một cái thời gian, vâng, vào cái thời gian đó. Vâng. Như vậy cho em hỏi nhỏ chứ chị thỏa mãn, chị hạnh phúc chưa? Hay là chị muốn tiếp tục cho cống hiến cho tất cả mọi người để tiếp tục nghe tiếng hát của chị, tiếp tục mãi mãi và mãi mãi? Dĩ nhiên lúc nào mình cũng muốn hết. Vâng. Nhưng mà với cái hoàn cảnh của chị đó, vâng, nó cũng có một chút khác và, vâng, đặc biệt một tí, vâng, là chị ít khi xuất hiện. Đúng rồi, chị ít khi xuất hiện. Tại nhưng sao vậy? Tại sao là tại vì chị chị muốn tuyệt tình cốc. Chị cũng phải gọi rằng là mình an phận. Vâng. Mình an phận với gia đình, chồng và, vâng, con cái. Thì chị cũng tạo cho chị được một cơ hội có, vâng, một cái công việc khác. Vâng. Đó, chị trở lại trường học bên, vâng, này, vâng, rồi chị cũng rất là bận bịu với tất cả những, vâng, cái gì mà sau khi chị học ra trường. Vâng. Thành ra công ăn việc làm thì em biết đó, vâng, 24/7, vâng, rồi muốn giúp cho chồng mình cũng được thành công, vâng, được đạt tất cả những gì chồng muốn. Vâng. Anh ấy cũng trở lại, vâng, university, vâng, thành ra cái vấn đề, cái bổn phận của một người vợ, vâng, một người mẹ, vâng, đối với chị rất là quan trọng. Vâng. Lý do mà em hỏi đó không phải là em mong chị giả từ cái ngành này, sân khấu đâu, là tại vì những người nghệ sĩ như chị nói đó đã cũng mang cái chồng áo nghệ sĩ đó thì nó Mỹ nó gọi là hơi weird đó. Mình có chung là mình phải nói như vậy là hơi weird, chính ngay cả em cũng rất là mê, đam mê. Nhưng mà lý do em nói như vậy là sao? Em hy vọng là tất cả các fan của chị và cũng như quý khán giả khắp mọi nơi đó là phải, nếu có dịp là phải nghe chị hát. Chị nếu cũng có dịp là phải đến. Đúng và rồi. Hoặc là phải có cái CD của chị để thưởng thức. Tại vì qua này em thấy những cái dòng nhạc mà của chị hát càng ngày nó càng khan hiếm đi. Cái đó thì chị cũng cảm thấy rất là vui. Vâng. Khi gặp lại tất cả những anh chị em nghệ sĩ, vâng, những nhạc sĩ, vâng, hồi xưa mà mình hát ở những phòng trà, vâng, hay là những bên trong những cái ban văn nghệ của quân đội, vâng, thì chị cũng rất là may mắn gặp, vâng, lại, hầu như là gặp lại gần hết, vâng, tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở quận Cam này, vâng, và mình cũng được những cái khuyến khích và những cái là cơ bằng như là họ cũng muốn nghe lại cái giọng của chị, vâng, thỉnh thoảng thì, vâng, hiện tại bây giờ thì nói thật với Chris á, vâng, là chị thứ nhất là chị
được bình an, được vui, được hạnh phúc trong gia đình riêng của chị. Nhưng tuy nhiên chị cũng có được một cái hạnh phúc thứ hai nữa là khi gặp lại bạn bè đó. Mình có những cái cơ hội mà chị vẫn nói với những bạn của chị, bạn đồng nghiệp, chị nói không có cái gì sung sướng bằng bây giờ Phượng Linh hát cho bạn nghe, cho khán thính giả nghe. Đó là hoàn toàn chị, thường thường là chị đi làm những cái công quả charity, những cái chỗ thiện nguyện. Đó thì kể cả trên khu chị ở, trên vùng trên đó thì đa số là Mỹ trắng không thôi, người ngoại quốc không thôi. Thì chị cũng có cộng tác với lại hội đoàn ca hát của nhà thờ Mỹ. Thì chị đi vào những chỗ chẳng hạn như nhà thương của những người mà mất trí. Rồi chị cộng tác rất một thời gian rất là lâu. Rồi đi hát nhà thờ. Đó, tức là bất cứ lúc nào mà chị có cái dịp chị để hát được bất cứ một cái loại nhạc gì thì chị cứ bằng như là cống hiến 100%. Thì cái đó là một cái niềm vui rất là lớn lao đối với chị. Em phải thành thật mà cảm ơn chị một lần nữa, đó là tại vì chị cho tất cả mọi người chia sẻ là những cái hoạt động của chị về charity cho đến gọi là những cái sinh hoạt hàng ngày đối với là gia đình và khi mà chị hát cho những người bạn không. Bây giờ mình không phải là đổi chủ đề khác, nhưng mà em biết chị có một cái tài rất đặc biệt. Tài gì? Chị trở lại trường chị học, nhưng mà chị hôm nay chị mặc chiếc áo rất là đẹp. Em phải gọi là bật mí, xin phép bật mí chị là chị học cái thiết kế từ đâu ra? Chị là một nhà design đúng không? Chị thì hồi xưa đó mới sang đó em biết không? Mình sang bên này đó mình cứ chị tâm niệm là anh đi làm. Mình là người vợ. Nếu mình còn ở Việt Nam thì nó cũng có một cái tí khác biệt một chút xíu. Rồi một đôi khi mình ở nhà mình sanh con, mình có con, mình chăm dẫm con, mình không có cơ hội để mình đi làm nữa thì cũng là một điều rồi. Nhưng mà tuy nhiên mình sang bên này mình cũng được hấp thụ chồng làm vợ làm thì bao giờ nó cũng vẫn hơn. Thành ra em có biết không, chị bắt đầu tiên chị thì chị thích may quần áo lắm. Chị thích thay mình từ hồi chị mới còn teen. Thì còn đó là 9-10 tuổi là chị đã xin mẹ. Tại vì nhà có cái máy may Singer mà hồi xa xưa đó, cũ mà đạp cả tịch cả tàng đó. Thì chị cứ kéo rồi chị dì dầm, chị may 4 hồi thì quần đùi, 5 hồi thì mini jeep hồi thuở đó. Thành ra chị vẫn có cái ý thích thêu thùa má may là chị thích lắm. Rồi cái gì chị cũng tò mò, chị muốn làm ấy. Thành ra sang bên này đấy thì như là mình không có đi hát nữa là tại vì bên này hồi thủ đó cũng chưa có ai đi hát ấy, hồi mới chị mới sang đó. Không có biết, nhưng mà later on sau này thì bắt đầu Văn Nghệ Phòng Trà mở ra thì là mới có cái chỗ để có chỗ đi hát. Đó, thành ra chị cứ theo đuổi như vậy. Theo đuổi ở nhà thì tự nhiên mình có một cái cơ hội để mình trau dồi những cái vấn đề khác. Đó, thành ra chị đi vào chị học thì dĩ nhiên là mình học mới bắt đầu thì mình học thêm để mình tu bổ sinh ngữ thêm. Rồi chị may mắn là chị ghi danh để chị học fashion design. Thì hồi đó đấy em biết không, cũng hay lắm. Tại vì thứ nhất là mình cũng có cái khéo tay của người Á Châu, người Việt Nam mình. Thành ra cái bà thầy của chị đó, tự nhiên cái chị thành design, chị làm đồ riêng cho bà. Nhưng mà bắt đầu mà chị, trước khi chị đi vào chị đi học á, thì trở lại cái chuyện đó đó là chị đi lấy đồ về nhà may. Chị không có ngại ngùng và sợ hãi gì mà chị giấu giếm những cái gì mà cứ bằng như là từ cái thủa cơ hàn mình làm sao để mình tạo có cái cơ hội để thêm tiền hàng tháng, để thêm cặp với người chồng của mình. Đó, thành ra chị lấy về đồ về nhà may thì chị cứ tiến lên. Thế là trong cái anh mới nói là thôi bây giờ cũng là ấm nơi ấm chỗ rồi, em có định là đi học lại hay không, thì chị sắp xếp thì chị đi học thì chỉ vỏn vẹn được có từ 3 cho đến 6 cho đến 8 unit một semester mà thôi. Đó, còn anh thì dĩ nhiên là anh đi học full time thủ đó. Rồi anh chọn một cái career của anh. Còn chị thì chị chỉ có chọn những cái nghề là freelance thôi. Nhưng mà sau khi đó bà thầy của chị đó bà thích quá cái chị may, nghĩa là exclusive cho bà thôi. Chị may riêng cho bà thôi. Rồi chị lại được những cái giao kèo, chẳng hạn như chị sản xuất những cái áo sơ mi mà của ca sĩ Glen Campbell. Tại vì cô classmate, người anh của cô là drummer của Glen Campbell. Đó, thành ra chị tự nhiên chị được một cái cơ bằng, đối với chị là một cái bonus rất là lớn. Mà thủ đó đấy em biết không, 1976-77 để cho anh on stage sơ mi của country music đó. Thành ra cứ từ đó đi cái chị lên. Rồi chị
có được một cái hãng may nho nhỏ. Ok. Thì mình vừa làm cái hàng của mình, right. rồi mình vừa đi lấy những cái hàng đã cắt sẵn right. ở dưới phố tàu Chinatown right. về mình làm, nhưng mà rất là cực em right. ơi. May ngày may đêm mà right. may cả vào móng ngón tay nữa là chảy máu mà cũng không ngưng may nữa. Right. Như vậy đó. Phải nói là đó là những cái điều hạnh phúc của một người nghệ sĩ khi mà ra xứ ngoài chỉ làm mọi cách mà để cũng như duy trì cái đời sống và rất là hạnh phúc như vậy, không? Rất tiếc là cái thời gian nó không có còn nhiều. Em muốn giữ chị dài hơn thì cũng không tiện. Hy vọng rằng sẽ có nhiều cái chương trình để em được mời và tiếp chuyện, và cũng như là nhờ chị chia sẻ những cái kinh nghiệm và chia sẻ nhiều về những cái sinh hoạt văn nghệ trước năm 1975. Thì bây giờ trước khi mà chị và em chào tạm biệt đến quý khán thính giả cũng như tất cả các fan của chị khắp mọi nơi, thì mời chị gửi lời chào và những tâm tư nào chị muốn gửi đến tất cả các fan của chị. Kính thưa quý vị, Phương Linh rất hân hạnh được có mặt hôm nay với trò chuyện với Andy Chris và tất cả những quý vị đang theo dõi chương trình của VBS. Phượng Linh cũng xin thay mặt cho toàn thể gia đình của Phượng Linh xin kính chúc quý vị một buổi chiều thật vui, thật hạnh phúc và thương yêu mãi mãi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn chị. Trước khi nữ ca sĩ Phượng Linh và Andy Chris chào tạm biệt tất cả quý vị, xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực. Trân trọng. Kính chào.